ngày 25 tháng 12, thứ sáu lễ Giáng sinh. Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hải Nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các thiên thần biến đi, thì các mục tử nói với nhau rằng: chúng ta sang Bethlehem và coi xem sự việc đã xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta được biết. Rồi họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ đã hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này, và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chúa Giáng sinh trong một gia đình. Các mục tử đã gặp thấy Maria, Giuse và Hải Nhi. Đó là gia đình nhân loại của Đấng Cứu Thế. Hẳn là không khác gì một hài nhi, một con người nào trên cõi đất này được sinh ra, có cha, có mẹ, có gia đình. Còn Thiên Chúa làm người thật và bắt đầu cuộc sống làm người ấy từ một gia đình, từ dòng sữa, chiếc nôi và lời ru của mẹ, từ nỗi lắng lo, trách nhiệm và cần mẫn của cha, từ tình yêu đón nhận quảng đại, hy sinh của cả cha và mẹ cho một thành viên mới trong gia đình. Các mục tử đã chiêm ngắm gia đình này và không biết họ thuật lại thế nào mà những người nghe đều ngạc nhiên. Thái độ, cung cách của họ khi viếng Chúa Hải Nhi thế nào, mà Maria thì ghi nhớ những điều ấy và suy niệm trong lòng. Trình thuật tin mừng đoạn này bõ ngõ, không chú giải gì thêm, dường như nhường lại cho chúng ta một nỗ lực kết hiệp với gia đình này và cảm nhiệm điều huyền nhiệm. Vâng, trong cái bình thường rất bình thường ấy đang ẩn chứa điều huyền nhiệm quý giá, đó là họ là gia đình của Thiên Chúa. Một gia đình gồm những con người phàm, những xuất phát bởi ý định của Thiên Chúa, và họ có mặt trên đời như các gia đình khác, nhưng là để thực hiện chương trình của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin và tình yêu mới có thể dẫn ta tới sự kết hiệp, chiêm ngắm, cảm nhiệm và ngợi khen tung hô gia đình của Chúa Giêsu Hải Nhi. Gia đình thánh được thiết lập giữa những gia đình phàm. Nét thánh thiện ấy hẳn là đã toát ra, đã bày tỏ, làm cho các mục tử ngạc nhiên. Lạy Chúa, sự thánh thiện của Thiên Chúa được bày tỏ qua cung cách hiền lành, đơn sơ, khiêm nhường. Xin cho mỗi gia đình chúng con sự thánh thiện ấy, để nên dấu chứng tình yêu Chúa giữa cuộc đời. Amen. Lạy Chúa, năm phụng vụ mới, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng con đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Xin cho các gia đình trẻ biết noi gương thánh gia mà yêu mến và tuân giữ lề luật Chúa.
tiến dâng gia đình và con cái cho Thiên Chúa, để thuộc trọn về Người, và Người ban muôn ân sủng cho gia đình bình an, hạnh phúc. Amen. Chúa con trai đầu